đồ thị tuần trong cái mô hình giao dịch bê khung thời gian của mình. Thì như các bạn đã được giới thiệu á, thì trong cái hệ thống giao dịch bê khung thời gian này là nó có ba cái khoảng thời gian mà chúng ta cần chú ý, là cái khung thời gian cơ bản, cái khung thời gian dài hạn và cái khung thời gian để chúng ta là mở lệnh. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái khung thời gian dài hạn trước. Thì trong ba khung thời gian này á, thì cái khung thời gian dài hạn nó là quan trọng nhất. Bởi vì sao mà nó lại có tính chất quan trọng? Bởi vì khi trong dài hạn á, thì bạn có thể là có lãi hoặc là lỗ, là cái việc mà cái khung thời gian dài hạn nó sẽ quyết định bạn rất là nhiều. Trong khi các bạn trade ở những cái mô hình mà cái thời gian nó ngắn á, ở đây dài hạn là chỉ mang tính chất trong cái việc là bê cái khung thời gian thôi. Chẳng hạn như là các bạn có thể sử dụng cái mô hình là 8 phút chẳng hạn, là một cái mô hình 8 phút là mô hình cơ bản, thì cái đồ thị dài hạn của các bạn là có thể là 25 phút, và cái đồ thị mà để các bạn vào lệnh có thể là 2 phút. Thì mình đó là mình không có thời gian nhiều, bởi vậy là mình sử dụng cái khung thời gian là nó dài hơn một chút xíu. Mình sử dụng cái khung thời gian cơ bản của mình để bắt đầu giao dịch đó là cái khung thời gian một ngày. Do đó là mình sử dụng cái khung thời gian dài hạn của mình là một tuần. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả về các cái chỉ báo và cái khung thời gian mà tuần đó, rồi cái cách mà bạn xác định là cái xu hướng của nó là tăng hoặc là giảm, để các bạn có thể là biết được cái cách giao dịch ở cái khung thời gian dài hạn đó. Thì ở đây mình sẽ mở TradingView. Như các bạn đã được làm quen á, thì mình sẽ trading trên Poloniex và TradingView. Trước hết thì mình xin nói về cái lý thuyết một chút xíu là trong cái khung thời gian dài hạn này thì các bạn cần nắm rõ cho mình cái kiến thức về những cái chỉ báo sau. Cái thứ nhất là cái đường EMA. Đường EMA ở đây mình vẽ có hai cái đường EMA. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái đường EMA là của Bollinger Band, là mình sử dụng luôn cái đường EMA của Bollinger Band là EMA 26, và một cái đường EMA 13 là cái đường màu xanh đây. Cái đường EMA 26 là cái đường màu 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 xám đây. Và các bạn cũng cần nên biết là cái dãy Bollinger Band. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn là những cái công cụ mà ở trong cái khung thời gian này, là mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả luôn. Thì ở đây là ở phía dưới này thì các bạn có thể thấy là cái chỉ báo MACD 12 26 9 đấy, và một cái histogram. Đấy, một cái biểu đồ histogram các bạn có thể phóng to đây là bạn thấy nè, cái biểu đồ mình nó đi lên đi xuống như này đây, những cái thanh này chúng ta gọi là histogram. Các bạn cũng có thể thêm chỉ báo nó là cái khối lượng. Ở đây thì cái đầu tư con đó, thì cái khối lượng của nó là nó không quan trọng giống như là chứng khoán hoặc là forex, nhưng mà các bạn cũng nên là đưa cái volume vào để các bạn có thể đánh giá được những cái mô hình đấy. Thì mình cũng đã đưa cái volume vào đây. Thì ở đây là cái khung thời gian là 4 giờ, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái khung thời gian là một tuần. Một tuần mình sẽ đánh giá là cái xu hướng dài hạn của nó, cái xu hướng tuần của nó. Thì ở đây mình có, như bữa trước mình có chia sẻ với các bạn là cái lệnh mà mình bắt đầu mình đặt á, thì hôm nay mình sẽ xem thử là cái lệnh này nó như thế nào rồi.
Đó, mình sẽ bật vào cái khung thời gian 1 giờ để cho nhìn cho nó rõ. Rồi các bạn mở rộng ra. Đây. Thì ở đây. Hôm trước là mình vào lệnh ở cái đoạn này. Cái đoạn này đúng không? Mình sẽ đặt các lỗ ở đây. Mình vào lệnh ở đây này. Xong mình đặt các lỗ ở đây nè. Rồi mình kỳ vọng là giá nó sẽ giảm xuống đây nè. Nhưng mà là cái giá nó mới chỉ chạy đến đây thôi. Mà nó để chạm cái vùng Bollinger Band rồi. Do đó là các bạn hãy điều chỉnh lại cái các bạn có thể thấy là chúng ta này có một cái mức lợi nhuận cũng tương đối khá rồi đúng không? Các bạn điều chỉnh lại cái lệnh này sao cho cái chốt lãi của chúng ta nó khoảng gấp hai cái thằng này là được, gấp hai cái khoảng cách từ đây đến đây là được. Đó, các bạn có thấy là cái ở ngay chỗ cái đường mình vẽ đây nó là một cái kháng cự luôn. Đó là nó lên đến đến nhưng ngay chỗ này này nhưng mà nó chưa có chạm tới cái vùng này thì nó để đi xuống đó, nó đi xuống hai lần rồi đó, rất là tốt rồi. Còn cái này á, thì các bạn cũng có thể thấy nè, cái mô hình này ở đây các bạn không thể nhìn rõ được, mình chuyển sang cái khung thời gian 4 giờ xem như thế nào. Đây, khoảng thời gian 4 giờ thì các bạn thấy á. Thời gian 4 giờ thì các bạn thấy nè. Nó là một cái đường nó đang đi xuống như này. Nó đi xuống rất là đúng cái xu hướng của mình dự báo. Nhưng cái này là khả năng là nó sẽ còn đi xuống rất là lâu. Nhưng mà trước khi nó đi xuống thì mình nghĩ nó sẽ chạm cái đường Bollinger Band này, xong sau đó nó sẽ tiến lên một đoạn, rồi sau đó để nó tiếp cái đường bay này, rồi bắt đầu nó sẽ giảm mạnh xuống. Thì bởi vì cái này á, là cái xu thế dài hạn của nó, bạn có thể thấy nè, bạn có thể đánh giá đó là cái đường màu xanh nó để vượt xuống dưới cái đường màu đen đó, rồi cái hệ số gốc của nó này. Hệ số gốc của nó là đang là âm, của những cái đường này đang là âm, cái đường màu đen thì nó đang đi ngang, nhưng mà chắc chắn là một hai thanh giá nữa mình đã giảm nữa thì cái đường màu đen này nó cũng sẽ hướng xuống, và đó là cái một cái mô hình hoàn chỉnh cho một cái sự đảo chiều. Đây mình sẽ chuyển sang cái đồ thị tuần và mình tiếp tục hướng dẫn về cái khung thời gian tuần. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái đường đồ thị tuần đó, của cái ETH/BTC này này thì nó bắt đầu một cái xu hướng là giảm rất là rõ rệt. Đây là cái đường màu đen này á, đường màu đen các bạn có thấy không, nó đang hướng xuống này, cái đường màu đen đang hướng xuống. Đó, các bạn đã đặt cái công cụ này vào, cái công cụ này này đấy, vào ở đây đặt cái cross vào đây á, thì các bạn có thể thấy á, là cái góc của nó đang là âm này đấy, cái đường màu xanh thì rất rõ rệt đang đi xuống, cái góc màu âm này đấy, chắc rồi. Nhưng mà ở đây á là cái xu hướng là giảm, nhưng mà khi mà nó trong cái xu hướng giảm á, thì nó thường khi là nó sẽ có một cái một số điểm là nó kéo ngược về cái vùng giá trị. Vùng giá trị là gì? Vùng giá trị là cái vùng mà nó nằm giữa hai cái đường EMA này, tức là cái đường EMA 13 và cái đường EMA 26 này, là tôi gọi là cái vùng giá trị. Thì khi mình đã giảm xuống như thế này thì nó sẽ có một cái số sóng nhỏ nhỏ, nó sẽ quay về cái vùng giá trị và nó test cái vùng giá trị và bắt đầu nó giảm xuống, chứ nó không có giảm một cách là đột ngột và nó giảm mạnh xuống giống như là một cái đường thẳng. Thì cái ở đây là nó có một mô hình nhấp nhô như thế này đấy. Thì ở đây là cái xu hướng giảm rất là rõ rệt
giữa là cái cặp ETH và BTC này. Rồi chúng ta thấy là cái những cái thanh thanh lớn này này thì nó đang là ở trong cái vùng mà nó điều chỉnh, nó đi lên đó, nó bị điều chỉnh, nó đang đi lên đây. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xem xét là chúng ta có thể vào lệnh được ở những cái điểm này hay không. Thì ở đây á, thì chúng ta vào vào lệnh là bán là rất là tốt, nhưng mà hãy xem là chúng ta có nên là hiện tại bây giờ thì chúng ta có nên là vào lệnh bán hay không. Thì để được xem được cái điều đó thì các bạn mở ở cái đồ thị mà MACD này này, MACD á, thì các bạn sẽ thấy á, MACD này thì mở to lên một chút xíu cho các bạn dễ nhìn. Thì chúng ta kéo lên để xem xét cái đồ thị này là những cái thanh mà nó đi, những cái thanh màu hồng dọc dọc này á, nó là cái histogram. Và các bạn nguyên tắc của mình đó là mình sử dụng cái histogram này để mình xem là mình nên là tham gia vào thị trường hay là đứng ngoài thị trường. Ở đây á, là cái đồ thị nến tuần á, cái đồ thị tuần á, thì nó sẽ không có cho chúng ta biết là chúng ta là vào lệnh ở đâu, mà nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta để nên vào lệnh hay chưa, hay là đứng ngồi thị trường. Thì cái đồ thị nến tuần này á, thì nó chỉ là một cái công cụ để chúng ta kiểm định là chúng ta là nên đứng đứng ngồi thị trường, nên mua hay là nên bán, hay là không nên mua không nên bán thôi. Thì ở đây á, các bạn có thể thấy á, cái thanh nến dài nhất ở đây á, cái của histogram là nó ở đây đúng không, nó dài nhất đây là nó ở đây, sau đó nó giảm xuống á, thì ở cái thanh nến này này bắt đầu giảm xuống rồi á, thì nó xuất hiện cái thanh thứ ba này á, là bắt đầu là một cái xu hướng là nó đang tăng. Nó đang tăng là vì sao? Khi mà tôi nói nó tăng không phải là nó sẽ tăng trong dài hạn, nhưng mà trong ngắn hạn á, thì là cái nến này nó sẽ quay ngược về cái vùng giá trị này, nó sẽ test cái vùng giá trị này và bắt đầu nó sẽ đi xuống tiếp. Do đó là ở đây là để có thể là vào được một lệnh đó, thì các bạn phải nên là biết được những cái điều cơ bản như sau. Thứ nhất là cái histogram. Histogram này á, là chẳng hạn như là cái thanh nến ở cái thanh histogram đằng sau nó thấp hơn cái histogram đằng trước, thì chứng tỏ cái xu hướng giảm nó vẫn còn đang còn. Nhưng mà khi mà cái thanh nến sau ở cái thanh histogram đằng sau nó đã tăng lên và nó ngắn hơn cái histogram đằng trước, là chứng tỏ là cái xu hướng tăng, nó đang có một cái xu hướng tăng nhẹ ở đây thôi. Do đó là ở đây á, là mình nhìn tổng thể á, nhìn tổng thể thì cái đồ thị này nè, cái đồ thị này là một cái đồ thị là nó đang giảm, chắc chắn là nó đang giảm đúng không? Cái đồ thị này tại vì cái giá nó đang ở dưới những cái đường EMA, cho nên là đồ thị này chắc chắn là đồ thị đang giảm. Và cái đường màu xanh này này nó cũng đang ở dưới cái đường màu màu vàng này, thì cũng chứng tỏ là nó cũng cố cái xu hướng giảm đúng không? Cái chỉ báo cũng như vậy và cái đường EMA cũng chính như vậy, cho nên là cái đồ thị này là một đồ thị giảm. Đấy. À, chúng ta chỉ vào lệnh khi mà trong cái đồ thị này này nó giảm, mình chúng ta biết là nó giảm thì là cái đường EMA này, hai cái đường EMA nó đang hướng xuống, nghĩa là cái góc nó là âm, cái hai cái đường EMA nó đang hướng xuống, và cái thanh này này, cái thanh histogram ở đằng sau á, nó thấp hơn cái thanh histogram ở đằng trước, thì chúng ta sẽ vào lệnh bán. Đấy, chúng ta sẽ xem xét để vào lệnh bán. Chứ còn ở đây á, là cái góc này đang âm, nhưng mà cái thằng này á, là nó đã thấp hơn,
trên cái đồ thị histogram thì cái thanh này nó lại thấp hơn cái thanh trước đó. Do đó là chúng ta là không nên tham gia vào thị trường trong cái giai đoạn này, nghĩa là chúng ta sẽ đứng ngoài thị trường đấy. Chỉ khi nào mà cái thanh này nè, cái thanh này chẳng hạn như là nó xuất hiện cái thanh này và cái thanh này nó bắt đầu nó giảm thấp hơn là cái thanh trước đây đó, thì bắt đầu á là chúng ta mới có tín hiệu là chúng ta tham gia vào thị trường đấy. Lúc đó là chúng ta là hiện cái thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta không 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 nên mua và cũng không nên bán đấy. Tại thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta không nên mua và không nên bán. Ở đây là cái cặp tiền tệ là ETH và BTC, thì tôi có thể chuyển sang một cái cặp tiền tệ khác để cho các bạn là có thể là tìm được một cái điểm để mà chúng ta bắt đầu vào lệnh. Thì cái điểm mà để chúng ta có thể là bắt đầu hành động đó, là khi mà cái đồ thị nó tuần này này nó đảm bảo cho chúng ta là ba cái tiêu chí như vậy, là cái histogram này nó thấp hơn, chẳng hạn như là nó ở phía trên này, chẳng hạn như là nó ở phía trên cái đường không á, thì nó thấp hơn cái thanh trước đó. Chẳng hạn như là nó ở dưới đường không thì nó cũng phải thấp hơn cái thanh trước đó, nghĩa là nó là một cái đỉnh dài hơn, nó một cái đỉnh dài hơn, thì một cái thanh nó dài hơn cái thanh trước đó, thì chúng ta mới xem xét chúng ta vào lệnh. Mà cái cách mà vào lệnh tốt nhất á thì nó sẽ là những cái thanh như thế này đó, những cái thanh như thế này đó, tại vì nó ở phía trên đồ thị đấy, là những cái thanh như thế này là chúng ta vào lệnh là có tiềm năng nhất đấy, là chúng ta chỉ xét đến những cái thanh histogram thôi đấy. Và chúng ta có thể là backtest lại cái công cụ này, cái mẫu hình của chúng ta xem nó như thế nào. Chẳng hạn như là chúng ta hãy kiểm định lại nè, thì cái lúc này á là cái histogram này nó đang ở trên này đấy. Cái điểm mua này á, cái điểm bán này á là một cái điểm bán ở cái thanh này á. Sau khi mình kết thúc cái thanh này á, thì cái điểm bán này là điểm bán rất là tiềm năng này, tại vì nó đang ở cái thời kỳ là trong giao dịch thì người ta gọi đây là mùa hè, tức là nó đã tăng rất là nóng rồi, nó lên một cái mùa hè nóng rồi. Cái ở đây là người ta cảm thấy chật chội và bắt đầu nó chuyển sang cái mùa thu đấy, thì chúng ta có thể là vào lệnh ở đây đấy, vào lệnh đây là bắt đầu cái thanh nến này nó thấp hơn cái thanh nến này, là chúng ta bắt bắt đầu vào lệnh cái cây nến này đấy. Rồi cái cây nến này các bạn có thấy không, nó xảy ra cái sự giảm giá liên tục. Mà ở đây á là khi mà cái cây nến này nó bắt đầu nó cao hơn cái cây nến này, chúng ta xem xét là chúng ta cắt lỗ, chúng ta chốt lãi ở đây đấy, tại vì cái cây nến này nó đã thấp hơn cái cây nến này đấy, cái thanh này này, cái thanh này này, cái thanh đằng sau mà đã thấp hơn cái thanh ở đằng trước, thì chúng ta xem xét này, rồi chúng ta take profit ở đây. Đúng không? Đó thì tiếp theo thì nó sẽ có một cái chu kỳ như thế này đó, những cái chu kỳ như thế này, thì khi mà nó ở dưới này, tại vì đây là một cái xu hướng dài hạn của nó, là xu hướng giảm đúng không, cái xu hướng dài hạn của nó là xu hướng giảm, thì ở đây là chúng ta có thể thực hiện cái lệnh là mua mua ở cái thanh này này đấy, ở cái thanh này thì chúng ta có thể mua này, mua nhưng mà cái tiềm năng lợi nhuận của chúng ta nó không được nhiều, thì khi mà nó chạm vào cái ngưỡng này những cái ngưỡng của nghĩa là nó quay về cái vùng giá trị này giữa hai cái đường EMA này thì là nó sẽ rất có thể là nó sẽ bắt đầu cái xu hướng nó giảm tiếp. Do đó là ở đây là chúng ta mua nó lại không có được an toàn
Đó, nó sẽ là xu hướng tăng, nhưng nó tăng nó sẽ tăng rất ít thôi. Đó, do đó là nó không được an toàn. Thì các bạn có thể thấy á, thì như ở đây tôi chẳng hạn, như là ở đây thì những cái cây nến nó liên tục nó thấp nè, liên tục nó thấp xuống, liên tục nó thấp xuống đấy, liên tục nó thấp xuống như thế này đấy. Về những cái đường EMA này, những cái đường EMA là nó đang ở đây thì nó bắt đầu là cái xu hướng của nó là tăng rồi. Đó, những cái đường này nó, cái thằng này là nó hướng xuống rồi, cái thằng này hướng xuống rồi, nhưng cái thằng này nó vẫn hướng lên này. Nhưng cái thằng này nó vẫn hướng lên. Do đó là ở đây thì cái đường màu đen nó mới bắt đầu nó có dấu hiệu là nó hướng xuống đấy. Cho nên là chúng ta có thể xem là cái vùng này á, là cái vùng chúng ta có thể vào lệnh, nhưng nó không tiềm năng, nó cũng giống như là ở cái thanh nến này. Nhưng mà khi mà cả ba cái tín hiệu này á, cùng củng cố cho nhau á, các bạn xem ở đây thì cũng có thể là có nhiều bạn nói là khi mà chúng ta thực hiện cái này á, thực hiện theo cái mô hình này á, thì cái điểm vào lệnh của chúng ta nó rất là ít, đúng không ạ? Thì chúng ta phải 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 chấp nhận nó như vậy thôi, tại vì chúng ta không muốn sai nhiều quá thì chúng ta vào lệnh nó chỉ ít thôi, chứ chúng ta không có vào lệnh liên tục. Và các bạn vào lệnh liên tục, các bạn quản lý lệnh nó không tốt thì các bạn vẫn sẽ ra thua lỗ như thường đấy. Đó là tùy vào quan điểm của mỗi người. Thì có một số nhà đầu tư thì họ thể hiện cái tính năng động của họ trên thị trường, thì lúc nào họ cũng muốn mua bán liên tục như vậy. Như tôi thì không, thì tôi chỉ vào lệnh khi mà có đầy đủ các cái nguyên tắc để mà vào lệnh thì tôi mới thực hiện một cái lệnh. Chẳng hạn như ở đây, những cái thanh mà histogram ở đằng sau á, là nó đều cao hơn những cái thanh histogram ở đằng trước, đúng không? Đấy, thì các bạn có thể thấy này. Đó, rồi ở đây nè, cái đường EMA hướng lên, đường EMA hướng lên nè, đường EMA hướng lên nè, đường EMA hướng lên nè, thì là ở những cái điểm này á, là chúng ta mua là rất là tuyệt vời đấy. Chẳng hạn nó kéo ngược về vùng giá trị này, chúng ta mua ở những cái điểm này rất tuyệt vời luôn đấy. Khi mà chẳng hạn như ở cây nến này, là kết thúc cái cây nến này, lấy ba cây nến này, ở ba cây nến này đấy, cây nến này có thể mua được, cây nến này có thể mua được, cây nến này có thể mua được đấy. Và sau đó là nó đi một đoạn rất là dài lên ở trên này đấy, các bạn thấy. Rồi chúng ta, tại vì cái đồ thị này thì chúng ta, nó chỉ mới có diễn ra từ một khoảng thời gian rất là ngắn, mới đây thôi. Tại vì những cái đồng coin đó thì nó cái lịch sử giao dịch nó không có được nhiều, cho nên là các bạn bắt tiếp nó rất là hiếm hoi. Nhưng mà chúng ta có thể chuyển sang những cái đồ thị khác để chúng ta xem. Có thể là BTC USD đi. BTC USD thì nó có cái chu kỳ nó dài hơn rồi, đúng không? Nó cái que cứng dài hơn rồi, thì chúng ta chuyển sang chúng ta xem nó như thế nào. Đấy, thì ở đây là ta chuyển đồ thị đây, que cứng đây, chúng ta cũng bắt đầu xem xét từ que cứng về những cái backtest của chúng ta nó sẽ thể hiện như thế nào. Đó, thì cái đường Bollinger Band là ở đây nó mới bắt đầu nó có này, các bạn thấy không? Đấy, thì ở đây là nó mới bắt đầu xuất hiện những cái đường EMA và Bollinger Band. Thì ở đây á, chúng ta có thể kiểm tra ở đây, cái đồ thị histogram thì tới đây nó mới có, tới đây nó mới có.
Nhưng mà tại tại cái vị trí này á, tại cái vị trí này thì nó hướng hướng lên hay hướng xuống cũng không rõ ràng lắm, giống như là nó đi ngang vậy đó. Do đó là các bạn cũng không có vào lên được ở đây đúng không? Đó, thì các bạn có thể chuyển xem đấy, ở chỗ đây, ở vị trí này. Ở vị trí này thì các bạn thấy nè, histogram bắt đầu đi lên nè. Hai cái thanh này nó bắt đầu lên đi lên. Nghĩa là cái thanh này á, là nó đang đi đây cũng đang đi. Ở đây á, là cái góc âm. Cái góc âm. Nhưng nó lại đi lên. Đó, góc âm nó lại đi lên thì cũng không không được. Đấy, nhưng mà tới đây á, lại chúng ta đã thấy nè. Nó đang ngang rồi. Cái góc này cũng nó cũng ngang luôn. Đây, chúng ta xem thử là khi nào mà be cái này nó phù hợp với nhau. Đấy, chẳng hạn như ở đây. Như ở đây đi. Như cái thanh lớn này. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy nè, góc này, góc màu xanh dương. Đấy. Góc màu xám này nó cũng dương, đúng không? Đấy, và cái thanh ở đằng sau nó cao hơn cái thanh ở đằng trước. Thì ở đây là chúng ta vào lệnh ở cái cây nến này à, là nó đúng đúng không? Để sau đó là chúng ta có thể thấy nè, sau cái thanh nến này là có những cái thanh nến đấy, nó tăng liên tục, nó tăng rất là tốt, đúng không? Thì các bạn có thể là chốt lại nó ở ngay chỗ đây này, chốt lại nó ngay chỗ đây, tại vì chúng ta thấy là cái thanh giá này, nhưng mà chúng ta thực hiện cái lệnh mà chốt lại là ở trên cái đồ thị ngày chứ không phải là đồ thị tuần. Do đó là cái này là chúng ta chỉ tính cái điểm vào lệnh thôi đó, thì ở cái chỗ cái điểm này thì vào lệnh rất là tốt này, và chúng ta cũng có một khối lợi nhuận đó. Nó cũng tương đối là tốt đúng không, tại vì ở đây á, chúng ta vào lệnh chẳng hạn như là bạn vào lệnh mà bạn vào lệnh dở quá thì nó cũng được là 264 đúng không, 264 này thì nó sẽ tăng lên ở tới đây, thì các bạn bắt đầu các bạn chốt lợi nhuận ở đây á, thì các bạn chốt ở đây này thì nó cũng được là 322, nó đi được một độ cũng rất là tốt đó. Rồi sau đó là cái thằng này nó giảm xuống, cho nên là chúng ta cắt cắt ở đây nè, nhưng mà sau đó nó lại tăng lên tiếp. Đấy, nó lại tăng lên tiếp và cái góc của nó là hai góc là dương đó, thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta lại 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 mua cái thanh nến này nè, mua cái thanh nến tiếp theo. Những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta có thể phát hiện ra cái xu hướng và người ta mua ở cuối cái nến này luôn. Đấy. Nhưng mà chúng ta là mới tham gia vào thị trường, cho nên là cái độ phân tích của chúng ta nó cũng chưa có được hoàn thiện lắm. Do đó là các bạn là thường là sẽ tiến hành mua cái nến này nè, mua cái nến này, ví dụ như bạn mua ở đây, bạn mua rất là dở, tôi giả sử như bạn mua là tệ nhất thị trường, thì bạn sẽ mua ở cái nến này là và bạn mua ở cái lệnh ở trên đây là 387 này phẩy bảy, thì là các bạn bắt đầu là các bạn chốt lãi là ở đó, cây nào này, cây này này. Đấy, cây này này. Đấy, do cái cây này nó thấp hơn nè, thì các bạn chốt ở cái cây màu xanh đây. Cây màu xanh này giả sử là bạn cũng chốt chốt lãi nó cũng dở đi, thì bạn cũng được là 426 đúng không? Là bạn lấy 426 đó bạn trừ cho cái chỗ này. Đấy, bạn trừ ra cái chỗ này là 390, đấy, 426 trừ 390 thì các bạn cũng lời một khoản cũng được khá khá đúng không? Như vậy là chúng ta là thấy là cái công cụ của chúng ta là nó nãy giờ chúng ta kiểm tra được hai điểm rồi, thì nó vẫn thể hiện rất là tốt. Sau đó là các bạn có thể thấy này, đây là cái xu hướng mà cái đường màu xanh và cái đường màu xám nó đang tăng lên, cho nên là nó giảm xuống thì chúng ta đứng ngồi thị trường. Đấy, mặc dù là cái histogram này nó đang giảm xuống nhưng chúng ta vẫn cứ đứng ngồi thị trường, chúng ta đọc tham gia vào trong những cái đợt như này. Đấy, chúng ta có thể xem xét ở chỗ này về cái đường màu xám nó vẫn đang tăng lên, nó vẫn đang tăng lên, cái góc nó vẫn đang tăng lên.
Nếu như các bạn là muốn cho cái tín hiệu giao dịch của chúng ta nó nhiều hơn á, thì các bạn có thể là không không cần chú ý đến cái độ dốc của cái đường màu xám này. Đấy, không không cần chú ý đến độ dốc của đường màu xám này, chúng ta chỉ chú ý đến độ dốc của cái đường màu xanh thôi. Thì ở đây á, là cái đường màu xanh nó bắt đầu nó giảm xuống đi, thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh chẳng hạn như vậy. Thì khi mà cái điều đó nó thể hiện trong cái này là nó cũng không có rõ ràng lắm, cái đường màu xanh lúc này nó đang đi ngang này, chỉ có tại cái thanh nến này đi thì cái đường màu xanh nó mới bắt đầu đi xuống này. Đấy, nhưng mà đấy, cái đường màu xanh bắt đầu đi xuống và cái histogram của T chúng ta cũng bắt đầu đi xuống đó. Thì sau cái thanh nến này, nghĩa là sau cái thanh nến này, đến cái thanh nến này chúng ta sẽ vào lệnh đây. Và lệnh ở đây là nếu mà chúng ta bỏ qua cái đường màu 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 đen đó, thì chúng ta thấy là chúng ta ở đây chúng ta mắc một cái bẫy này đúng không? À, nó bắt đầu nó đi lên tiếp chứ nó không có đi xuống nữa đúng không? Đấy, nó lại đi lên tiếp chứ nó không có xuống nữa. Về tới đây, tới chỗ tới cái chỗ vị trí này đây, bắt đầu là cái histogram là đi trên đường không này, cái chỗ vị trí này mua mua đấy, nó là đang không rồi nó đang tăng lên này, cái này có thể mua được, sau cái thanh nến này có thể mua được, thì chúng ta mua ở cái thanh này đúng không, chính xác là chúng ta mua ở thanh này. Và sau cái thanh này các bạn thấy đó, nó tăng là nó tăng rất là cao lên chỗ này, rồi sau đó nó giảm xuống, thì chúng ta tiến hành chúng ta sẽ chốt lại ở cái thanh này đúng không, chúng ta sẽ chốt lại ở thanh này. Ở những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ thấy được cái mối hiểm họa ở đây ấy, là người ta sẽ nhanh chóng người ta chốt lại ở trên cái thanh cái cây nến này, nó sẽ là được rất là nhiều nhiều hơn là sao chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà tại vì chúng ta là cũng mới tham gia thị trường cho nên là chúng ta cũng không có được đòi hỏi giống như những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đã có kinh nghiệm rất là nhiều. Thì ví dụ như bạn mua ở thanh này chẳng hạn, như bạn mua rất là dở, bạn là một người mua dở thì bạn mua ở 525 và cuối cùng là các bạn cũng chốt lãi được ở 677, là rất là cũng cũng rất là tương đối rồi. À, không không nên đòi hỏi nhiều lắm. Thì ở đây nó vẫn là một cái đồ thị tăng dài hạn đây, đấy các bạn thấy không? Đó là nó không có một cái điểm nào mà nó hai cái đường này nó là dốc xuống hết. Đấy, mình thấy nó toàn là dốc lên không. Đây thì ở cái vị trí này lại là một cái là những cái điểm mua tiềm năng nữa đây. Đấy, ở đây mua tiềm năng đây. Nó đang tiềm năng ở ngay chỗ đây rồi mà. Đây, đây cái thanh này nè, mình có thể kéo lên để cho các bạn thấy, nhìn nó rõ ràng hơn. Thì đây các bạn thấy đây, để nhìn rất là rõ rồi đúng không, đó là cái thanh này nè, cái thanh này nè, nó để thấp hơn cái thanh này đúng không, cái thanh này nó để thấp hơn cái thanh này. Về tới cái thanh này là chúng ta bắt đầu mua nè, cái thanh thứ ba này chúng ta sẽ mua này. Thì chúng ta xem thử là cái thanh này nó như thế nào. Đây là thanh này chúng ta bắt đầu mua, thì chúng ta mua ở đây này, chúng ta mua ở đây và bắt đầu là nó không có dấu hiệu gì mà nó vi phạm á, thì chúng ta vẫn cứ ấy thôi, vẫn cứ để cho cái lệnh thị trường nó chạy thôi. Chúng ta mua ở đây thì chúng ta mua bao nhiêu, chúng ta sẽ mua ở 610 đúng không, 610, và sau đó là đây. Rồi các bạn đặt đầu á, các bạn bắt đầu chốt lại ở đây thì nó đã được là 837, rất tốt đúng không. Rồi bắt đầu là cái đường này nó lại tăng lên nữa nè. Đấy, giữa hai thanh này thì cái đường này bắt đầu tăng lên nữa nè. Đấy, cái đường này bắt đầu nó tăng lên thì cái thanh nến ở đằng sau là chúng ta bắt đầu mua, thì chúng ta mua ở đây, mua đây đúng không, mua đây thì chúng ta mua ở 1021 đúng không ạ, 1021. Về các bạn bắt đầu nó đi một cái xu hướng đó tới ngay chỗ này đó, hai cái thanh này bắt đầu chúng ta kéo lên xem thử hai thanh này, một thanh nào cao hơn, hầu như là ngang bằng, hầu như ngang bằng, cho nên là chúng ta không có thực hiện được.
là chốt lãi hay là ở đây gì hết, nhưng mà cái thanh này là nó thấp xuống đó, thì chúng ta chốt ở đây nè. Thì chúng ta có thể thấy là ở đây là nó thể hiện cái điểm đi sai này, ở điểm 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 mà chúng ta mà nếu mà không take profit tốt đó, thì chúng ta sẽ bị lỗ ở đây. Tại vì hồi nãy là 1021 đúng không, bây giờ nó còn 971 đó. Thì đó là trong trường hợp là bạn bạn là bạn rất là tệ, bạn chốt chốt lãi rất là tệ, cái khả năng của bạn rất là tệ thôi. Chứ còn ví dụ như là bạn chốt lãi nó tốt á, thì có thể cái khả năng là bạn vẫn có lãi ở cái chỗ đó. Thì ở đây là chúng ta cũng có thể mua này, chúng ta có thể mua ở đây này, sau cái thanh lớn đó chúng ta có thể mua, nhưng cái thanh lớn đó lại giảm, thì bắt đầu là ở chỗ này đấy, rồi cái thanh lớn này chúng ta bắt đầu mua này. Rồi bạn mua ở đây nó đủ điều kiện này, đáp ứng đủ điều kiện này đấy, cái màu xanh đấy, cái màu xanh là góc vuông, cái màu đen là góc góc vuông đấy, và sau đó là nó đi lên một lộ cũng rất là dài nữa tới ngay chỗ đây, và ngay cái chỗ thanh lớn này chúng ta sẽ chốt lợi nhuận. Rồi chúng ta thấy đó, nó lên 2.500 này xong, còn cái xu thế rất là dài hạn tăng giá đó. Cái xu thế này nó tăng giá rất là dài hạn, và chúng ta thấy đó, chúng ta là có những cái điểm chúng ta mua rất là tốt đúng không? Thì ở đây chúng ta lại xem xét tiếp, ở đây nè, đấy là cái đồ thị histogram bắt đầu tăng lên tiếp này. Đấy, histogram bắt đầu tăng lên tiếp, và ở cái thanh này chúng ta bắt đầu mua đúng không? Hoặc là ở thanh này, hoặc là ở thanh này, đấy, hoặc là ở thanh này này, thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua. Đấy, mua mua mà chúng ta nó đi được một, cũng một đoạn rất là xe, lên tới ở đây này, lên tới đây, và chúng ta bắt đầu chúng ta cắt ở cái lần này, ở cái cây nến này đúng không? Thông thường á, là khi mà cái đồ thị histogram nó đẻ thấp hơn cái cây nến trước đó, thì các bạn là vào lệnh luôn ở cái cây nến này, cho nên là dễ có khả năng là các bạn là sẽ bán được ở cái giá ở ngay chỗ đây này, chứ không phải là cái giá mà nó cuối cùng ở đây đâu. Tại vì mình muốn nêu ra những cái mà trong cái trường hợp mà xấu nhất đó, nó có thể xảy ra, để xem thử lại cái mô hình của chúng ta nó sẽ như thế nào thôi. Đó, thì khi nãy giờ mình test đó, thì các bạn thấy đó, là cái tiềm năng của cái công cụ này đối với cái Bitcoin nó khá là tốt. Đấy. Khi nãy giờ mình chip thì chỉ có một hai dấu hiệu gì nó bị sai thôi. Đấy. Cho nên là cái tiềm năng nó là khá là ok đó. Như vậy thì mình chốt lại ở cái đồ thị tuần này á, là khi nào mà cái histogram ở đằng sau nó thấp hơn cái histogram ở cái thanh histogram ở đằng trước nó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta xem xét độ dốc của hai đường EMA. Nếu mà hai đường EMA đang hướng lên đó, thì chúng ta là có thể là tham gia vào thị trường đúng không? Chúng ta được phép tham gia vào thị trường, được phép mua, được phép bán, ở đây là được phép thôi. Chứ còn khi mà bạn muốn mở một cái lệnh đó, thì các bạn phải chuyển sang nó sang cái đồ thị ngày để các bạn vào lệnh, đó là điều tốt nhất. Ở đây là cái đồ thị, cái đồ thị tuần của chúng ta, thì nó chỉ cho chúng ta biết là chúng ta không nên vào lệnh ở điểm nào, và chúng ta nên đứng ngồi thị trường, chúng ta phải đứng ngồi thị trường ở cái chỗ nào đúng không ạ? Thì khi những cái công cụ này mà nó những cái chỉ báo này mà nó bị vi phạm á, thì các bạn là một là đứng ngồi thị trường, hai là đừng có không không được thực hiện cái lệnh mua hoặc là bán đấy, thì nó sẽ nói lên cho chúng ta như vậy. Thì ở cái đồ thị tuần đó, nó không có nói là chúng ta nên giao dịch ở cái điểm nào, nhưng mà là nó sẽ đưa ra những cái lệnh cấm, nó giống như là một cái hệ thống kiểm định, là khi nào là giống như là bạn đi bơi vậy đó, thì
khi nào là bạn được phép xuống nước, khi nào là bạn nên đứng trên bờ, khi nào là bạn bạn có thể là thực hiện cả hai luôn, cả hai cái có thể là xuống nước hay lên bờ tùy bạn. Thì là cái hệ thống ở trong cái khung thời gian tuần này là nó nói cho bạn rất là rõ. Hy vọng là các sau cái bài học này thì các bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị, và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học sau. Thì trong cái bài học sau thì mình sẽ chuyển sang cái đồ thị ngày. Cái đồ thị ngày là cũng là cái đồ thị cơ bản nhất, và nó sẽ chúng ta sẽ thực hiện những cái lệnh mua, lệnh bán và những cái chỉ báo rất là quan trọng ở trên cái đồ thị ngày sẽ được trình bày trong cái bài học sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.